Chuyện nghĩa tình ở đảo Hòn Chuối được cụ thể bằng lớp học này từ hơn 20 năm qua. Thầy giáo đứng lớp là bộ đội biên phòng, đại quý Trần Bình Phục. Học trò thì đủ lứa tuổi, từ lớp 1 đến lớp 7, học các buổi sáng trong tuần. Ban đầu chỉ là lớp học tình thương để xóa mù chữ, rồi từ năm 2014 đến nay được công nhận là một điểm trường tiểu học 4, thị trấn Sông Đốc. Các em ý thức được rằng cái sự thiếu thốn, cái sự khó khăn, cho nên từ chỗ đó là các em càng cố gắng hơn. Cụ thể là các em học trò của tôi được chuyển vào đất liền cũng nhiều, và các em là học rất là tốt, biết chữ để sau này mình còn dạy mấy em mình nữa, biết chữ để mình để thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ của 22 học trò trên đảo Hòn Chuối càng gần hơn mỗi ngày, dù chặng đường đến lớp phải vượt qua hơn 600 bậc thang dựng đứng, cả đi và về. Đây là nơi các hộ dân trên đảo sinh sống, dưới những mái nhà bên vách núi. Bên này 6 tháng, đến mùa gió chướng thì dọn qua gành khác, phía bên kia đảo. Hậu quả từ những ngày mưa gió của cơn bão số 1 vẫn còn đây. Ai cũng nói sống ở đây vất vả, sóng gió, bão bùng, nhưng quân dân đồng lòng thì chuyện gì cũng vượt qua. Qua bão thì đồn nó cũng xuống, nó tiếp tay đầu với hai quân tiếp tay dân. Năm rồi và năm nay nữa thì ở địa bàn đấy thì có bão và áp thấp nhiệt đới. Những lúc như vậy thì chúng tôi sẽ vận động người dân lên đây tránh bão, có phòng ở, và chúng tôi tất nhiên sẽ nhường cho dân rồi ăn uống sẽ lo hết. Khoảng sân này được gọi là cảng. Đây là không gian chung của bà con. Khi thì là sân phơi cá làm khô, lúc thì để sửa ghe cộ, còn Tết thì là nhà chung. Chiều giao thừa vậy đó, rồi chị em xúm nhau ra ngoài, người hùng cái này, người hùng cái kia, xúm nhau lại mình giao thừa, đón giao thừa vậy đó. Ở trong bờ thì sáng mình móc ra 100 ngoài, 200 ngàn mình ăn buổi sáng rồi. Ở đây không có, mình xuống sông mình cầu cá mình ăn. Điều giao gác thì không có thôi. Đã quen với những thiếu thốn trên đảo, người Hòn Chuối luôn vững lòng trước sóng gió và hướng về tương lai. Đảo nhỏ yên bình đang đón một mùa xuân mới, thấm đượm nghĩa tình.